Thực hiện phong trào bê tông hóa giao thông nông thôn, xã Xuân Hồng đang triển khai rầm rộ và có nhiều cách làm mang lại hiệu quả, trong đó có sự đóng góp của chị em phụ nữ. Tại tổ dân cư số 1 thôn 5 xã Xuân Hồng đang triển khai xây dựng đường bê tông hóa có chiều dài 500m với tổng kinh phí trên 110 triệu đồng. Trung bình mỗi hộ dân ở đây đóng góp từ 5 triệu đến 12 triệu đồng. Trong khi đó tại tổ dân cư số 1 chỉ có 12 hộ dân, lao động ít nên việc thi công đường thôn xóm gặp khó khăn. Để tuyến đường được thi công đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hồng đã kêu gọi vận động chị em ở các tổ thôn khác trên địa bàn giúp đỡ bà con tổ dân cư số 1 thuộc thôn 5. Mặc dù hiện nay chị em đang bận chăm sóc cây trồng vụ hè thu, nhưng nhận thấy mục đích ý nghĩa của phong trào đã được đông đảo chị em tham gia. Trung bình mỗi ngày có từ 40 đến 50 chị tham gia, từ dọn vệ sinh, săn lấp mặt bằng, tiến hành đổ bê tông. Nhờ sự giúp đỡ của chị em phụ nữ nên tuyến đường liên thôn tại tổ dân cư số 1 của thôn 5 đã hoàn thành trong 5 ngày, đảm bảo đúng quy định theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Đây là một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Hồng, góp phần phát huy tốt vai trò của tổ chức hội trong việc chung tay để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.